Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có chương trình kiểm tra tại hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Nội dung tập trung theo hai tiêu chí thuộc Bộ Công Thương quản lý là tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Tại tỉnh Yên Bái, đoàn có buổi làm việc thực tế với huyện Yên Bình. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện, Yên Bình hiện có 22 trên 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến, tháng 11 năm 2023, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% số thị trấn trên địa bàn đã đạt các tiêu chí đánh giá, điều kiện, xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Riêng với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực công thương, tại huyện Yên Bình, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đều duy trì đạt nội dung tiêu chí số 4. Hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, huyện Yên Bình có 15 xã có chợ trong quy hoạch và 7 xã có cửa hàng tiện ích, tiện lợi, cửa hàng tổng hợp. Hiện các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều duy trì đạt yêu cầu tiêu chí số 7, đảm bảo theo quy định. Trong những năm qua thì huyện Yên Bình luôn tích cực phối hợp với Điện lực Yên Bái và Điện lực Yên Bình để thường xuyên nâng cấp hệ thống điện để đảm bảo nâng cao chất lượng điện để phục vụ cho nhân dân và các cái nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn thì bên cạnh việc mà thực hiện tốt cái công tác quy hoạch về hệ thống chợ trên địa bàn huyện, trong việc là nâng cao cái chất lượng các cái chợ để phục vụ đầu mối để phục vụ, và có huyện áp dụng cái chương trình chuyển đổi số cho hầu hết là các cái mặt hàng được bán ở trong các cái chợ. Kết luận buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Dương Quốc Trịnh đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục xây dựng phát triển thêm các sản phẩm OCOP tại địa phương theo hướng đa dạng, độc đáo, gắn liền với các sản phẩm thế mạnh của địa phương để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Tại Phú Thọ, trao đổi với đoàn công tác, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 của Phú Thọ dự kiến tăng trưởng trên 17,3%, nằm trong số địa phương có kết quả cao của cả nước. Về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, thì báo cáo các anh chị là trong năm 2023 này, chúng tôi xây dựng là có công nhận được 8 xã nông thôn mới, 8 xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, nâng cao 1 xã nông thôn kiểu mẫu. Và dự kiến là đang trình cái hồ sơ trong năm 2023 này thì Thủ tướng Phủ sẽ công nhận là công nhận thêm 2 huyện là huyện Thanh Ba và huyện Tam Nông là huyện nông thôn mới. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, cái phong trào mà toàn dân đoàn kết xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư, ở nông thôn thì ở Phú Thọ cũng làm rất là tốt. Rồi phong trào vấn đề là xây dựng đô thị văn minh rồi làm đường giao thông nông thôn thì chúng tôi là có cái cuộc vận động này cũng làm là rất là tốt. Với tiêu chí số 4 về điện nông thôn, Phú Thọ đã sớm lập phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đề ra lộ trình và giải pháp thực hiện. Trong đó ưu tiên đầu tư phát triển lưới điện khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi kinh tế khó khăn. Xây dựng lưới điện trung áp và hạ áp đồng bộ đến các khu vực vùng sâu, vùng xa để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Phú Thọ hiện có 189 trên 196 xã đạt tiêu chí này, chiếm 96,4%. Về cơ bản, hạ tầng thương mại nông thôn bao gồm các chợ đã được quan tâm, dành nguồn lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Các trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở bán lẻ khác đã được khuyến khích đầu tư, phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Thời gian qua, việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Phú Thọ được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương và đông đảo người dân. Diện mạo nông thôn trên địa bàn có sự chuyển biến rõ nét. Các cửa hàng kinh doanh tổng hợp và các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện ích, tạp hóa được phát triển rộng khắp. Kết luận buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Dương Quốc Trịnh đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Phú Thọ. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình đã đề ra về xây dựng nông thôn mới, tỉnh cần đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền về nông thôn mới, nhất là với lĩnh vực ngành công thương quản lý. Tiếp tục đánh giá về xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí,
tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo quá trình thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.